Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game Mini Bus Simulator Việt Nam nhá. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm lại cái con xe Ford Transit. Tại sao ngày hôm nay mình quay trở lại chơi cái game này? Vì cái game này nó vừa được update một số cái tính năng mới và cũng như là nó khá là hay ho. Vì các bạn biết mình đã trải nghiệm cái game này cũng khá là nhiều tập rồi đó. Thì bên nhà phát hành cũng có xem cái clip của mình, nói chung là cũng chịu nghe cái đóng góp của mình các bạn đó. Nên là nhà phát hành game cũng có sửa một số cái theo cái tầm của mình đó các bạn, cái theo mình chơi. Thì bây giờ mình sẽ vào game coi nó như thế nào nhá. Thì game này hiện tại là các bạn thấy nó đang có chỉ một map thôi, và hiện tại hai cái map địa hình rừng núi với là đô thị bị bãi biển này thì nó sẽ được update trong vài tuần tới nha các bạn. Nên là các bạn nào đã mua game rồi thì cứ đừng có gọi là hối, từ từ nó sẽ ra hết những cái map này. Hiện tại thì chưa ra kịp đó, bên nhà phát hành đang sửa để cho nó càng ngày nó càng đẹp hơn nhá. Ok, thì đó là về cái phần map. Xe thì hiện tại cũng đang update, nói chung là mấy cái phần này nó càng update về sau từ từ đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào game để trải nghiệm cái game này coi nó có sửa cái gì mới nha. Theo mình biết thì bên anh Tiến có báo cho mình ấy là sẽ sửa một số cái đồ họa các bạn, thêm đồi núi rồi các kiểu, nhìn nó sẽ thực tế, nó đẹp hơn, và với lại một số tính năng trong cái game này để cho trải nghiệm nó thoải mái hơn các bạn. Đây, hôm trước các bạn nhớ là mình có chơi cái tựa game này, mình có nói là về cái camera không? Cái camera nó có một nút mà mỗi lần bấm nó di chuyển nó rất là khó luôn các bạn. Thì anh Tiến đã sửa theo cái custom của mình, cái ý định của mình, đó là chúng ta sẽ có một cái cam ở ngoài này và một cái cam trong xe thôi. Đây các bạn đổi hai cái rất là thoải mái luôn nè. Đó đấy đó, bạn nào muốn dùng cái cam kia thì cam bay rồi các kiểu ấy, thì bạn bấm lên đây, bấm bên này đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần bấm nút này ha, đổi hai cam thì rất là thoải mái luôn các bạn đó. Các bạn thấy không? Đây mình chạy trong xe thì chạy, bấm cái chạy ở ngoài xe luôn đó, rất là thoải mái. Như vậy là quá tuyệt vời đúng không các bạn? Ngoài ra thì một số cái nút này được sửa lại nè, ví dụ là cái đèn nhá được đưa bên này luôn các bạn, để các bạn chạy xe ấy, các bạn lái đạp ga bên này là nhá đèn luôn nè. Đó, nó thoải mái hơn, các bạn bấm tay bên phải ấy, dễ hơn rất là nhiều. Đó, kèm một số nút cũng được sửa lại cái incon nó to hơn, đẹp hơn nữa nè. Đó, bản đồ được kêu nói chung rất là đẹp. Đó, thì hiện tại là game nó càng hoàn thiện dần và đồ họa nó đánh giá khá là cao luôn. Đây, mình nghĩ chắc thêm đồi núi là thêm mấy cái này quá, nhưng mà sửa lại khá là đẹp luôn nè các bạn. Đồi núi này nhìn nó thực tế hơn là cái đồi núi cũ ấy. Đó, thì ok, mình hôm nay mình sẽ trải nghiệm một cái chuyến xe đi từ quê lên thành phố nha các bạn. Đây, chở khách bằng cái con xe Ford Transit. Và hôm nay mình sẽ chạy cho nhà xe Tâm Bảo Anh nha. Đây là một cái nhà xe limousine khá là nổi tiếng. Đây là cái dịch vụ vận chuyển khách cao cấp nè các bạn thấy không? Số điện thoại là các kiểu nè. Cái con này là nó là một cái màu đỏ nâu hay sao ấy. Đây, nó chung cái dòng xe DK luôn nha các bạn, nhưng mà của nhà xe Tâm Bảo Anh. Rồi ok, nay đi limousine thấy xịn sò liền các bạn, đẹp không? Xe quá đẹp luôn. Đây, con này mình có đổ cái mâm lên nha các bạn, mâm này là mâm đổ ấy. Phía sau đó nè, Transit logo Ford nè, DK đó, chỉ có vậy thôi. Ai, bây giờ mình sẽ chắc mình qua rước khách cái đi các bạn, rồi tính gì tính. Rồi giờ mình đề máy lên nè. Ủa nhầm, để máy nút này, này là mở đèn. Ủa, này tắt máy bà nó rồi. Ta là đề máy nè. Rồi ok, để mình lùi lại cái nha. Ủa sao lùi không được cha? À quên, hạ thắng tay. Ủa hạ gọi mà. À rồi ok, chạy được rồi nè. Nó bị lỗi sao ấy. Ok các bạn ơi, lùi được rồi đấy. Ủa hình như là cái ga nó bắt đầu là nó điểm nặng hơn một tí các bạn. Tức là khi các bạn điểm như vậy nè, nó không có chạy liền, mà một tí nó mới chạy. Nó thực tế hơn các bạn ơi. Nó kiểu là chúng ta sẽ điểm ga từ chậm nhẹ tới ấy. Đây, cái này cũng vừa được fit luôn ấy các bạn. Nó chạy chậm hơn. Đây, điểm ga một tí nó mới chạy. Đó, các bạn thấy không? Hồi trước điểm một cái là giọt luôn, điểm một cái là giọt, còn bây giờ là không. Điểm một tí nó mới chạy các bạn. Rồi ok, bây giờ chắc mình cho khách lên trước đi các bạn. Rồi mở cửa ra. Rồi, mở cửa mở cốp ra luôn để cho khách bỏ đồ lên nha các bạn ơi. Rồi, hello mọi người nhá. Rồi, chúng ta sẽ lên cho khách lên xe nè. Xe này thì chở được như là 16 người hay sao ấy. Đúng rồi các bạn, 16 khách phải là hành lý. Chuyến này chúng ta sẽ được là 4.8 triệu nha. Rồi đi từ nông thôn lên thành phố nè.
Rồi, ok, let's go. Chuyến xe gà hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục lên thành phố để khám phá một cái map được edit lại coi nó như thế nào nhá. Trải nghiệm lại, game nó có update thì mình sẽ trải nghiệm liền cho các bạn xem để có những cái đánh giá mới nhất cho các bạn. Ok, rồi khách lên xe nè các bạn. Đâu, hành lý bỏ lên chưa? Rồi, hành lý bỏ lên luôn các bạn. Rồi, chắc bây giờ mình đi luôn nha các bạn ơi. Xe đề máy rồi. Rồi, bây giờ mình lùi lại luôn. Hồi nãy lúc đầu mình tưởng nó là xe không có chạy, nhưng mà thật ra cái chân ga này nó đã được fit rồi. Nè các bạn thấy không, bây giờ mình vô số D nè. Mình bấm vào nè, một tí nó mới chạy. Đó các bạn thấy không, cái này là vừa được fit lại nha các bạn. Ở bên này cũng có chiếc xe tâm bao anh giống mình nè. Vô lăng cũng xe đánh chậm hơn nè các bạn thấy không, vô lăng đánh chậm hơn. Đó, rất là hay luôn. Còn cái game cũ các bạn, đạp ga một phát rồi nó giọt đi luôn. Còn này nó đã được fit lại rồi. Từ từ các bạn ơi. Đó, nó chạy từ tốn hơn rất là nhiều. Rồi, mình chạy ra khỏi cái bến xe ở quê nha các bạn. Hiện tại là khách đã lên xe hết rồi. Rồi, bây giờ mình nhanh trái. What the hell. Đụng vô cái bức tường nha các bạn ơi. Cái đoạn này là mình hay bị đụng hoài luôn ấy. Rồi, ok. Đi thôi, let's go các bạn. Ơi, hình như cái hộp số được dời xuống đây luôn nè các bạn. Ồ, hay đó nha. Khi ở ngoài này thì hộp số còn trên này, nhưng mà khi chạy xe ấy là nó được dời xuống, là nó ngay cái vị trí hộp số này luôn nè các bạn thấy không? Ngay cái vị trí hộp số thật trong xe luôn. Đó, nè, các bạn nhìn đi. Nó đưa ngay chăng cái chỗ hộp số luôn để chúng ta đánh nó thực tế rồi các bạn. Ui, game khá là hay luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ rẽ bên bên trái nữa nha các bạn. Để mình mở cái kính hậu lên, quên nữa. Mở kính hậu cho các bạn xem. Kính hậu con này thì nó hơi bị khuất một tí. Để mình chỉnh cái ghế ngồi mình lại coi. À, chỉnh ghế ngồi xa gần nữa nè các bạn. Đâu rồi? Các bạn muốn ngồi xa như thế này để như vậy, còn muốn nhìn gần hơn tí thì để như vậy. Nhìn gần thì các bạn nhìn được cái... nhưng mà cái camera mình nó cũng che bà luôn rồi, có thấy đâu. Thôi, để như nãy đi, vậy đi. Rồi, đi các bạn ơi. Let's go. Wow, khá là hay nha, và đèn nhá được dời đây luôn nè các bạn. Sau này không biết game có update dời cái vô lăng lên cái chỗ này luôn các bạn. Đánh luôn cái vô lăng trên này nó mới hay đúng không các bạn. Đánh luôn cái vô lăng ở trên gọi là xe như vậy nè, nó thực tế hơn nữa đấy. Cái này thì chắc từ từ gọi là anh Tiến sẽ update nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn thấy hồi trước, bây giờ nó chỉ có vô lăng đánh bên góc bên này thôi. Nhưng mà anh Tiến mà đưa cái vô lăng lên trên ở giữa này thì nó game nó càng thực tế nữa các bạn. Hộp số được đưa lên đây thì mình thấy khá là hay rồi nè. Cái này mình không nghĩ luôn các bạn, chưa nghĩ tới nữa mà anh Tiến đã nghĩ tới rồi. Anh Tiến anh đưa qua bên này là đúng ngay cái vị trí hộp số này luôn, để chúng ta đánh hộp số cho nó thực tế hơn. Rồi, ok, chúng ta đi khỏi cái đường làng quê nha các bạn. Chỗ này chúng ta có cái bờ hồ nước nè các bạn nhá. Đây, cái cổng chào chúc mừng năm mới, mặc dù chuẩn bị qua năm mới nữa rồi các bạn. Đây có cây chuối làng quê, cây chuối quê em. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ rẽ bên trái. Có nhiều bạn hỏi là làm sao biết đường để chạy trong này, thì các bạn có thể nhìn biển báo đó các bạn thấy không, hoặc là nhìn cái bản đồ trong này nè, nó có cái bản đồ GPS để chỉ đường mà các bạn, hoặc là các bạn nhìn lên cái bảng hiệu cũng có chỉ đường đây, chứ đâu phải là phải cần thuộc map các bạn. Chúng ta chạy chúng ta nhìn biển hiệu đồ vậy nó mới thực tế. Ở ngoài đời chúng ta lái xe cũng vậy các bạn, phải nhìn biển hiệu. Ai mà tắt hết mấy cái này để cho nó lận nhá. Nhìn biển báo chứ nhầm, nhìn biển báo chứ nhầm. Ngày nào tình ta đã phai. À, chỗ này chúng ta sẽ rời cái làng văn hóa, quay qua cây cầu gỗ này nữa nè. Cái cầu gỗ quen thuộc của chúng ta. Cái cầu gỗ chạy qua mấy lần rồi mà vẫn chưa sập các bạn. Bình thường là mình chạy trời mưa khá là nhiều luôn, hôm nay là mình sẽ chạy trời nắng lại nha. Chạy mưa nhiều quá các bạn xem nhiều quá, nhiều khi các bạn cũng bị chán hay. Ui,
thường không, cái con xe 16 chỗ lên trên này nó sẽ có một cái màn hình tivi các bạn, nhưng mà con này như không có. Sẽ có một cái màn hình tivi trên này nè. Bạn nào đi xe 16 chỗ các bạn sẽ biết. Xe 16 chỗ nó sẽ có một cái tầng màn hình tivi ở trên nóc ấy. Chỗ này nè, ngay vị trí này luôn các bạn, để cho cái hành khách ngồi phía sau xem. Rồi, chúng ta đã rời khỏi cái ấp, cái làng này rồi các bạn. Chúng ta chuẩn bị lên cung đường Tử Thần. Gọi là cung đường Tử Thần này các bạn. Nhưng mà nó là một cái đường đó là đường đường núi các bạn. Uầy, cái đoạn này đã được sửa lên rồi nè các bạn, thấy không? Hồi trước ấy, cái đoạn này là hai bên nhìn là toàn nước hoặc là nước rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ anh Tiến đã fit lại thêm mấy cái núi rồi nè. Nhìn nó rất là đẹp luôn ấy các bạn. Nó thực tế hơn nhiều. Chứ kiểu nhìn nước mênh mông nhìn nó xấu đó. Bây giờ anh Tiến anh thêm mấy cái núi vào như thế này nhìn nó đẹp hơn nè. Tiến anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ. Đoạn này chạy cũng còn rất là nguy hiểm nha các bạn. Hai bên là vực thẳm đấy. Qua luôn, vượt luôn, vượt luôn. Mặc dù là nguy hiểm nhưng mà với tay lái lụa của nguyên quý gamer thì khỏi mà sợ các bạn. Thoải mái mà chạy luôn. Nào nào nào, chiếc xe màu vàng khè cho qua cái. Không biết các bạn nào mà trải nghiệm cái đoạn này có bị lọt xuống dưới biển cho các bạn, comment cho mình biết với. Mình thì gọi là từ lúc các bạn xem clip tới bây giờ mình chưa đoạn nào mà mình lọt xuống biển này hết. Công nhận mình lái cũng đỉnh đấy chứ. Có bạn nào lọt xuống cái biển này chưa các bạn, comment cho mình biết với nha. Quay đoạn này khá là chóng nè các bạn, không có xe luôn. Chạy lẹ lên, không có xe là tranh thủ chạy nhanh các bạn. Không biết bây giờ đang chạy bao nhiêu cái biết chắc giờ ta. Tắt bớt mấy cái bảng này coi, nhiều quá. Đấy, mờ mờ thôi. Đó, đây là 40 cái biết chắc giờ các bạn. Wow, hiện tại không có xe đâu các bạn. Hôm nay là mình đi một ngày như thế nào ấy mà đường nó khá là chóng luôn nè. Đây là một cái trạm dừng chân trong cái đoạn mà đường nguy hiểm này. Trạm dừng chân các bạn thấy không? Rồi, bây giờ chắc chúng ta chuẩn bị đến cái đoạn cái cầu nè. Wow, mấy cái núi này nhìn nó thực tế hơn nhiều luôn ấy các bạn. Kiểu chạy nó không có bị chơi vơi giữa biển ấy. Chứ trước là nhìn hai bên là biển không mà các bạn. Nhìn nó chơi vơi vậy rồi. Còn tới đây mình sẽ ghé trái nè các bạn. Rồi, tới đây nó hết đường rồi nè các bạn thấy không? Bắt buộc phải ghé trái qua bên này thôi. Cái đoạn này nếu mà anh Tiến làm thêm mấy cái chân cầu nữa thì nhìn nó thực tế đúng không các bạn? Đoạn này nó không có chân cầu nên cái đoạn này nhìn nó hơi ảo một tí. Một là làm chân cầu, hai là làm dọc cái đường bên này cũng được nè. Như vậy đấy. Bên này nó kiểu như cái cầu bay nha các bạn. Không cần chân cầu mà vẫn có cái cầu. Wow, công nhận núi nhiều thiệt luôn ấy các bạn. Đây, bên anh Tiến sửa lên thêm rất là nhiều núi luôn. Nhưng mà như vậy thì nhìn game nó thực tế hơn. Nó không có bị trống trải không gian. Rồi, chúng ta đã qua được cái đoạn cái cầu rồi. Chúng ta chuẩn bị đến với cái đoạn cánh đồng các bạn. Đây, hai bên chúng ta bây giờ là cái cánh đồng rất là to luôn. Cánh đồng này cũng khá là dài nha các bạn. Em đi mất rồi, còn nhớ chăng tình này. Em đi rồi, kỷ niệm xưa còn đây. Cho qua ông Tài ơi. Em đi mất rồi, còn nhớ chăng tình này. Cái cua gắt thế nhờ. Ây da. Thấy chưa, trước sau gì cũng đụng rồi các bạn. Cua gắt vãi nồi.
Rồi ôm cua nè, ôm cua, ôm cua, ôm cua, ôm cua. Ôi, trời mưa luôn rồi nè các bạn. Ôi, như vậy là game bây giờ không phải là chỉnh trời nắng là nó trời nắng không, mà chỉnh trời mưa là trời mưa không nha các bạn. Mà nó có thể là bất kỳ luôn. Wow, hay đó nha. Bây giờ mình phải gạt mưa rồi các bạn ơi. Wow, game khá là hay luôn nè các bạn ơi. Hồi trước là khi mình bật trời nắng ấy thì nguyên game mình chơi toàn trời nắng xong, hoặc là mình bật trời mưa là nguyên game toàn là trời mưa không. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó update lên là các bạn thấy cái game khá là hay ở chỗ là chúng ta mặc dù đang chạy trời nắng đúng không, cài trời nắng luôn, nhưng mà mưa vẫn xuất hiện bất ngờ luôn. Wow, như vậy nó rất là thực tế luôn các bạn. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình vào trong khu vực thành phố rồi nè. Ui, mưa lớn. Cái này không biết mưa tới chừng nào luôn các bạn. Ui, đèn đỏ rồi. Đây là một trong những cái nơi mà gọi là khá là nhức nách nha các bạn. Vào đây dễ bị bắn tốc độ lắm đấy. Ok, mưa thì mưa, mà chạy thì vẫn chạy nhá. Để mình mở cái đèn lên một tí các bạn. Đây, có một miếng đèn cho nó sáng. Mở đèn mở thấp lên các bạn. Trời này mở quá. Mưa xong kiểu là nó âm u, nó tối thì sao ấy. Rồi đèn xanh, đi luôn. Hello chú công an nha. Ê, nhanh. Nhanh phải. Đó. Ok chưa các bạn. Đây, camera bắn tốc độ nè các bạn thấy không. Hôm trước các bạn mình quay clip, mình bảo cái này camera bắn tốc độ, có ông vẫn vào comment bảo mèo biết gì cũng bày đặt làm clip của người ta là cái camera hành, gọi là cái camera của an ninh đấy các bạn. Camera của nhà nước người ta để coi thành phố, coi đường này nọ thôi. Mấy ông cãi phải đời luôn. Cái đó không phải camera bắn tốc độ đâu. Nhưng mà tôi chạy nhanh ngang camera là tôi bị phạt. Khổ mấy ông ghê, tôi chơi tôi chả biết sao mà mấy ông cứ comment các kiểu nha. Mấy ông kia comment bảo là cái camera đó là cái camera gắn ngoài lộ để giám sát an ninh đó các bạn. Kiểu ví dụ có đụng xe hay là có tai nạn, hoặc là gọi là có tội phạm gì đấy, để người ta có thể là xem lại những cái camera các bạn gắn ở nhà, các bạn xem đây, như là camera chống trộm đồ đấy, kiểu vậy. Nhưng mà không các bạn, cái camera này trong tựa game này nó là cái camera bắn tốc độ đấy. Các bạn thử chạy nhanh qua cái camera thử xem bị bắn không. Đây là hiện tại đang trong thành phố đó các bạn. Thành phố thì chạy khoảng 50-60 các bạn, nhưng mà chạy nhanh qua camera nó sẽ bị bắn. Đây bây giờ mình test cho các bạn xem luôn. Ở nhiều ông cứ comment bảo mình không biết. Đây, đại đang chạy 90-100 km/h luôn nè. Kinh khủng chưa? Coi có bị phạt không nha các bạn. Đâu rồi? Wow, lên tới 120 luôn các bạn. Tốc độ này là tốc độ cao tốc nha. Đây, cái camera đây. Camera đây. Ông nào bay vô cãi đi. Ông nào bay vô cãi liền. Phạt anh 4.6 triệu luôn nè. Chạy 127. Cái camera đó là camera bắn tốc độ. Ok chưa? Ông nào cãi với tôi. Vậy mà hôm trước cũng có mấy ông vô cãi. Camera đó là camera gọi là camera an ninh. Đấy, không phải camera bắn tốc độ đâu. Kẹp kiểu vậy. Khổ lắm. Đấy các bạn thấy đôi khi tôi chơi mà gọi là không tin tôi nữa các bạn. Nhiều khi mấy ông đó còn chưa chơi game nữa. Thấy như vậy là cái comment dĩ luôn. Chịu quá à. Ok, bây giờ mình đã ra khỏi thành phố rồi. Ra đây thì chạy được 90 các bạn à. Đấy, tôi đã bỏ ra 4.6 triệu để gọi là test cho mấy ông coi đấy. Khổ ghê, chạy chuyến có 4.8 triệu mình bị phạt 4.6 triệu rồi. Còn có 200.000 không biết xài gì luôn ấy. Bây giờ mình đã vào thành phố rồi nè các bạn thấy không? Và hiện tại là trời cũng đã hết mưa rồi. Như vậy là mưa trong này kiểu là nó bắt chợt luôn các bạn. Như vậy thì nó thực tế hơn nhiều, các bạn thấy game nó update hay không? Rồi tới đây mình sẽ rẽ bên trái nha. Ok, đây là cái đèn xanh đèn đỏ, mình sẽ rẽ trái. Không biết tí tới nơi nó có mưa nữa các bạn, nhưng mà vừa hết mưa xong luôn. Vậy là 3 giờ chiều rồi. Rồi mình sẽ rẽ trái nha.
tất cả. Ok. Đây các bạn thấy không? Hiện tại game nó đã được fix lại đồ họa khá là đẹp luôn. Có thêm một số căn nhà phía sau cao tầng nữa các bạn. Nhìn đồ họa nó đẹp hơn không? Nhìn nó kiểu là nó đẹp hơn các bạn đó. Một số căn nhà phía sau cao tầng nữa kìa. Hồi trước nó chỉ có những cái căn nhà đằng trước như vậy thôi, đằng sau là không có nhà như vậy đâu. Nhìn nó kiểu nó trống trải phía sau á. Mà bây giờ thì bên game nó đã fit cho một số cái nhà cao tầng ở phía sau nữa các bạn. Nhìn mà khi chúng ta vào thành phố ấy, nhìn nó rất là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Tiếp đằng xa có những cái căn nhà cao tầng kìa. Đẹp phải nồi. Như vậy mới đúng vào thành phố luôn các bạn. Rồi để vượt qua luôn, vượt qua luôn. Còn thành phố thì bắt đầu là không có núi gì nữa. Toàn là nhà và nhà đó các bạn, nhìn xung quanh toàn là nhà thôi. Nhà thấp, nhà cao gì đủ thứ nhà hết. Chứ không còn núi nữa. Qua bắt tay ơi. Còn anh tay trắng cam đành lửa. Như là đến đoạn này là chúng ta gần đến bến xe luôn rồi đấy. Như vậy là gần đến nơi rồi các bạn. Rồi mọi người trên xe nhớ chuẩn bị kiểm tra tư trang hành lý đầy đủ nha. Chúng ta chuẩn bị đến bến xe thành phố rồi. Hay, đây là cái cầu này các bạn. Mình sẽ chạy qua cái cầu này. Qua mặt này đi các bạn. Đấy. Đây các bạn ơi, hồi trước là chúng ta nhìn là chỉ toàn là biển thôi và sông thôi. Bây giờ thì các bạn có thể là nhìn được cái nhà từ phía xa kìa. Đó, đẹp không? Các bạn nhìn nó mấy giống thành phố luôn các bạn. Bên này thì sông khá là lớn nè các bạn. Còn bên này là nhà cửa đồ các kiểu rất là nhiều luôn. Đó, các bạn thấy không? Ngoài chỗ này cũng thêm một cái bờ kè khá là đẹp nữa nè. Wow. Đồ họa khác hẳn cái phiên bản cũ luôn các bạn. Mình quên tắt cái đèn nữa ta. Hồi nãy mình chỉnh cái đèn lúc trời mưa các bạn. Nhưng mà bây giờ hết mưa rồi. Tắt cái đèn luôn đi. Rồi. Đó. Qua bắt tài ơi. Qua này luôn các bạn. Vượt luôn. Đấy, nãy giờ mình chỉ các bạn thấy nãy giờ mình chỉ dùng đúng cái cam này không? Cam 1, cam 2, cam 1, cam 2. Đó, chỉ vậy thôi. Khá là dễ dàng hơn hồi trước. Hồi trước là mỗi lần bấm là phải đợi 4 cái cam phải không? Phải bấm theo thứ tự cam 1 đến cam thứ 2 rồi đến cam thứ 3, đến cam thứ 4 các bạn. Rồi, quẹo phải vào cái đoạn này. Rồi, đây là cái đoạn vào một cái hẻm để chúng ta về đến cái bến xe ấy các bạn. À. Hồi trước đoạn này cũng có vài căn nhà nhỏ như vậy thôi. Bây giờ là nhìn phía sau là có mấy cái căn nhà cao tầng đấy kìa. Nhìn nó kiểu là nó thành phố vãi luôn. Hồi nãy ở quê này các bạn có thấy là đồi núi nó kiểu đúng không? Nhưng mà bây giờ lên thành phố rồi. Khác hẳn, không còn đồi núi nữa các bạn. Mà chỉ nhà thôi, vào hẻm cũng thấy nhà cao luôn. Wow, cái hẻm này đi xa thật sự luôn ấy. Đây. Đó, ây da. Tới cái lá cờ là đến rồi các bạn. Rồi, tới lá cờ này mình sẽ quẹo phải và lộn quẹo trái vào bến xe nha. Đấy. What the hell, cái cổng mở chậm vậy? Mình đụng cái gầm nó mới mở các bạn. Chán thiệt sự. Rồi, ok. Đến nơi. Rồi mọi người xuống xe nhá. Rồi đến rồi. Đây là cái nơi trả khách nè các bạn. Ok. Rồi ok khách ơi, đến nơi rồi. Chúng ta xuống xe nhá. Rồi mở cửa ra. Mở cốp ra. Đó. Hay chưa? Ok các bạn ơi, trả khách luôn. Đó.
Rồi như vậy thì ngày hôm nay mình và các bạn cũng đã vừa trải nghiệm được một cái tập tiếp theo trong cái tựa game Mini Bus Simulator Việt Nam. Mình đã trải nghiệm được những cái update mới trong cái tựa game này. Thì các bạn có thấy nó đẹp hơn gọi là cái phiên bản cũ không? Thì comment dưới mình biết nhá. Các bạn thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.